2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại quyết định số 2357. Qua 7 năm thực hiện, đến nay Đà Nẵng đã vươn lên trở thành đô thị trung tâm quốc gia và là đầu tàu kinh tế xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Không gian đô thị không ngừng được mở rộng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, chỉ số phát triển con người có nhiều tiến bộ. Đà Nẵng là điển hình cho sự năng động, sáng tạo, phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ, nhất là phát triển hài hòa giữa kinh tế và quản lý đô thị với văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Bên cạnh những nét tươi mới và hiện đại, sự phát triển nhanh chóng cũng đem lại nhiều thách thức cho Đà Nẵng trong quản lý đô thị. Hạ tầng giao thông bắt đầu quá tải, hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo an toàn cấp nước, xử lý nước thải, không gian sống, sinh hoạt và sản xuất bộc lộ nhiều bất cập. Đầu năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 147 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trước tình hình đó, thành phố đã chủ động lựa chọn liên danh công ty Sake Corporate Advisory và công ty tư vấn Subana Jurong của Singapore để lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030. Với nhiều điểm mới trong quy hoạch và phát triển đô thị, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung lần này sẽ đánh giá tất cả các hạ tầng chính, xem xét cấu trúc dài hạn nhằm duy trì và tăng cường vị thế của Đà Nẵng cũng như phục vụ dân số và các hoạt động kinh tế đến năm 2045 và xa hơn. Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, thành phố Đà Nẵng được định vị chiến lược là một phần của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, một cổng vào của hành lang kinh tế Đông Tây và là trung tâm dịch vụ du lịch, trung tâm kinh tế biển của Đông Nam Á, đồng thời là ngôi nhà mơ ước của tất cả công dân Việt Nam. Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn nhất của cả nước và Đông Nam Á, với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên, trở thành đô thị sinh thái hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống. Đến năm 2045, Đà Nẵng phấn đấu trở thành đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc và bền vững. Về định hướng phát triển không gian, cấu trúc đô thị Đà Nẵng được điều chỉnh từ đơn tâm thành phát triển đa cực, chia thành 3 vùng đặc trưng, gồm vùng ven mặt nước, vùng lõi xanh, vùng sườn đồi và một vùng sinh thái. Thiết lập 2 vành đai kinh tế về công nghiệp công nghệ cao và cảng biển logistics, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và 4 cụm việc làm ưu tiên tập trung. Toàn thành phố tổ chức thành 12 phân khu trên cơ sở kế thừa cơ bản các đặc trưng của đô thị hiện trạng, điều chỉnh ranh giới quy mô dân số các phân khu để đảm bảo rõ nét các đặc trưng, bổ sung nhiều giải pháp để tái phát triển. Trong đó, làm nổi bật các đặc trưng của phân khu đổi mới sáng tạo, phân khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phân khu trung tâm lõi xanh. Trung tâm thành phố được tái cấu trúc theo hướng mô hình đô thị nén, tập trung phát triển cao tầng, tích hợp các không gian làm việc, sinh sống, vui chơi, giải trí, kết hợp phát triển hệ thống không gian xanh, không gian cộng đồng. Xây dựng thành phố thông minh với 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và cung cấp các dịch vụ tiện ích thông minh cho người dân. Với diện tích khoảng 631 hectare, trung tâm thành phố sẽ là điểm nhấn của đô thị với các khu quảng trường trung tâm có hệ thống đường giao thông và các bãi đỗ xe ngầm. Khu bảo tàng sống là nơi giới thiệu về lối sống và kiến trúc của Đà Nẵng xưa. Khu trung tâm thương mại, kinh doanh với các tòa nhà cao từ 110m đến 250m và đường chân trời đô thị. Đà Nẵng sẽ có 9 cửa ngõ chính, gồm 3 cửa ngõ ở phía Bắc, 4 cửa ngõ ở phía Nam và 2 cửa ngõ về phía Tây. Quy hoạch sử dụng đất lần này định hướng đảm bảo các chỉ tiêu hạ tầng đô thị theo quy chuẩn. Hình thái không gian đô thị được gắn với yếu tố đặc trưng về cảnh quan tự nhiên, núi, sông, biển, nhằm bảo vệ giá trị lợi thế của điều kiện địa hình tự nhiên độc đáo và gìn giữ sự đa dạng sinh học, tạo thành một cấu trúc xanh liên tục trên khắp thành phố. Tối ưu hóa tài nguyên thiên nhiên phong phú,
nhấn mạnh bản sắc của Đà Nẵng là một thành phố xanh và bền vững. Về định hướng hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, đồng bộ với cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, được nâng cấp đạt công suất 30 triệu khách trên một năm. Tuyến đường sắt tốc độ cao và đường sắt quốc gia chạy song song, đầu tư xây dựng mới cảng Liên Chiểu để đảm nhận vai trò khu bến chính của cảng cửa ngõ quốc tế tại khu vực miền Trung, chuyển dần cảng Tiên Sa thành cảng du lịch. Hệ thống giao thông công cộng được quy hoạch xây dựng 2 tuyến MRT, 10 tuyến LRT, 2 tuyến tramway cùng các điểm depot trung chuyển phù hợp, phát triển các tuyến đường thủy để đẩy mạnh phát triển du lịch. Các hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin truyền thông, cấp nước, thoát nước thải, xử lý chất thải rắn được thiết kế bài bản. Kinh tế đô thị được phân kỳ thực hiện với lộ trình cụ thể, để đến năm 2045, khu đô thị hiện đại sẽ được tái thiết hoàn chỉnh. Các dự án trọng điểm như khu công nghệ cao, khu công viên phần mềm số 2, khu trung tâm tài chính, hầm chui sông Hàn, cảng Liên Chiểu sẽ được hoàn thành, tạo thêm nhiều điểm nhấn đô thị và sự bứt phá trong tăng trưởng cho thành phố Đà Nẵng. Nhận được sự đánh giá rất cao của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã cơ bản cụ thể hóa các chiến lược quy hoạch thông qua quy hoạch phân cấp các cụm việc làm và các nút đô thị, gia tăng mật độ dân số để phát triển mô hình cho đô thị nén, cải thiện hệ thống giao thông, phát triển các khu đô thị để xây dựng một thành phố sôi động, phát triển các loại hình cơ sở hạ tầng và nhà ở xã hội để tạo ra một đô thị dành cho tất cả mọi người, bảo tồn di sản đô thị như một phần bản sắc riêng biệt của Đà Nẵng. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng thực hiện thắng lợi nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, và đến năm 2045 trở thành đô thị đạt đẳng cấp khu vực châu Á.